Em làm cái gì? Mật mã sao lại không vào được là Thầy hỏi các bạn sử dụng của em đấy, em không biết, em không sử dụng cái này bao giờ. không không mã 1 2 3 4 5 6 7 8 tại sao vậy? Thầy vào lại xem thử. Vào cái mai này để mà nhưng mà nó lại không vào được. Thế thì Không vào mà không có video thì gây to. à, đúng rồi. Thế thầy ơi, thầy lại gọi tiềm thức đi thầy ơi. Được mà, thầy cứ gọi tiềm thức là được đấy. Mật khẩu của mình là 1 2 4 5 6 7 8 đúng Dạ vâng ạ. Vâng, đúng đấy thầy ạ. nhỉ? Khẩu đấy Vâng. mà. Sao không cho vào? Chắc thầy thao tác còn sai một cái gì đấy thôi. Đúng mật Không khẩu là vào mà. vì sao 976 570 3508 thì 3058 thế này. hả 976 70 3058. 976 570 3058 đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ thì đây cái này đúng rồi. Xong Tham rồi 1, gia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đúng rồi. nữa. Cái mật khẩu chỉ cần sai một số là nó ấy. Bấm hai trùng hai số quên. 1 2 3 4 5 6 7 8 mà không đúng là tôi không cho vào được thôi. Thầy gọi tiềm thức là được mà. Gọi rồi nó không cho. Gọi rồi nhưng mà nó không cho. Không cho thôi, hôm nay không quay vậy. Nó vẫn cứ không cho này. Thầy ơi, Ơi. thầy quay thì không cần nhất thiết phải vào phòng Zoom, thầy lấy một cái máy một cái điện thoại nào đấy ạ. À, thầy để thầy quay trực tiếp với thầy. Đúng rồi nhưng mà vẫn phải một cái vào phòng Zoom, không vào là sao mày Một nói cái được. như này là thầy đang vào rồi, còn một cái khác thì không cần, chỉ cần một cái thôi Thì mà thầy. cái mà không cần thì nó lại không quay được vì nó không có thẻ nhớ. À Cái mà quay được thì nó lại thế không cho vào. Tại sao? nhờ một ai đấy có cái điện thoại quay được mà. Để Ở đây bây giờ không biết là ai quay được chứ còn thầy thì không quay được rồi. em ạ, em sẽ lấy cái iPad Quay nha. Quay nhưng thử. mà em phải có YouTube thì em mới mới ấy lên được. Em không có thì em gửi video cho Làm sao mà nó dài làm sao gửi được. Ok thì nhà mình thôi được rồi, hôm nay cứ học cái được không? đã. Không may mà không tính được, may thầy để hẳn đây một buổi nữa. Vượt qua máy Ok. tính nó lưu lượng lớn vẫn gửi được. Thì em gửi nhá. Để mình Em không có đấy. ai vừa quay đó. Em không có Thôi máy để quay nhỉ? rồi em cứ Để em quay cái quay. video đi. Bạn nào quay ấy, thì vừa gửi bằng bằng máy tính. Sao mình mới đăng lên được? Ở nhà mình này. Hôm nay chúng ta sẽ làm rõ cái kho vàng.
sao vàng lộ thiên của thị trường ngoại hối. Và chúng ta muốn đầu tư thành công thì chúng ta phải có kiến thức. Mình nhắc lại này, bốn cái nhóm kiến thức đầu nhóm N là nhóm làm công ăn lương, nhóm T là nhóm tiểu chủ, nhóm C là chủ doanh nghiệp và nhóm D là nhóm đầu tư. Và tất cả mọi nhóm người thì đều muốn hướng đến nhóm D này, bởi vì khi lấy tiền nó làm việc cho mình, tiền nó làm việc nó biến thành nhiều tiền và nó làm việc ngay cho mình cả ngay cả lúc ngủ. Vậy chúng ta phải có kiến thức để chúng ta tìm một cái cơ hội nào đó mà nó đầu tư mà nó vừa đáp ứng được ba cái yêu cầu của nhóm này. Nhóm này bao giờ cũng có ba yêu cầu, một là an toàn. À, mình nhớ tiêu chí đầu tư nhé, là phải an toàn. An toàn là gì? Là gốc. Gốc phải gốc bao giờ thì thu được hồi về. Trong đầu tư thì người ta luôn luôn hỏi bao giờ thu được hồi gốc về. Nhưng ở đây chúng ta đầu tư là gốc này rút bất kỳ lúc nào, rút bất kỳ. À, vậy chúng ta đã an toàn về gốc rồi, gốc rút bất kỳ lúc nào chúng ta muốn. Đó. Thoải mái. Thoải mái là gì? Là chúng ta có thể mời người, chúng ta không mời người, chúng ta chỉ bỏ tiền vào đây thôi. Còn chúng ta vẫn đi làm các cái công việc của chúng ta. Mà nó vẫn phát sinh ra lợi nhuận thì nó gọi là thoải mái. Thoải mái. Nó không gò bó. Và tiêu chí thứ ba này, nó phải giàu. Phải giàu có được thì nó mới gọi là đầu tư. Đây là ba cái tiêu chí bất di bất dịch mà nó yêu cầu một nhà đầu tư phải. Nếu mà đầu tư vào một cái gì đó phải đạt được ba cái điều này. Một là an toàn, là gốc rút về bất cứ lúc nào hoặc bao giờ thu lại gốc, và hai là thoải mái, và ba là giàu có. Và cái tiêu chí đầu tư này là nó phải tạo ra dòng tiên kim, ra dòng tiên kim. Tiên kim có nghĩa là chúng ta sẽ nhận lãi hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày, thì nó gọi là dòng tiên kim. Đầu tư là cái vốn đầu tư chúng ta nó phải tạo ra dòng tiên kim, chứ không phải là đầu tư để mà chúng ta hưởng lãi vốn. Lãi vốn thì chúng ta mua một mảnh đất 1 tỷ, chúng ta bán được 1 tỷ 2, đó là đầu tư, gọi đó là gọi là thuật ngữ bán, gọi là lãi vốn. Còn đầu tư tạo ra một cái là cái vốn đầu tư của mình ấy nó phải phát sinh lợi nhuận hàng ngày, thì nó gọi là tạo ra dòng tiên kim nhà mình đó. Đây là bốn cái tiêu chí đầu tư mà chúng ta bắt buộc, nếu chúng ta tham gia chúng ta phải xét cái cơ hội đầu tư của mình nó phải là gì. Một là an toàn, hai là thoải mái. Thoải mái là tôi chỉ gửi tiền đấy, tôi bỏ tiền đấy để các bạn tạo ra lợi nhuận cho tôi không phải làm gì cả, đó là thoải mái. Tôi yêu công việc của tôi làm công việc của tôi, nhưng tôi đầu tư để tiền nó đẻ ra tiền, thì đó gọi là sự thoải mái. Và thứ ba nữa, nó phải giúp cho tôi giàu có được. Và thứ tư là nó phải tạo ra dòng tiền kim ngay và luôn. Nghĩa là ngày hôm nay tôi đầu tư, ngày mai tôi đã có lợi nhuận từ cái khoản đầu tư của tôi rồi. Đó là bốn tiêu chí đầu tư mà cái góc phần tư thứ tư này nó yêu cầu. Nếu chúng ta làm về đầu tư, chúng ta phải có bốn cái tiêu chí này. Đó là cả nhà mình. Đó. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ xét xem cái cơ hội hợp tác đầu tư với tập đoàn IL Group nó có cho phép chúng ta có bốn cái tiêu chí này không. Còn sớm muộn gì chúng ta đều phải trở thành người nhóm B, là người để mà tiền nó làm việc cho mình, nó làm việc cho mình ngay cả khi mình ngủ để mình ra. Thì hôm trước chúng ta đã thấy khi tham gia vào IL Group chúng ta sẽ có hai cái khoản lợi nhuận. Một là cái khoản lãi trên lãi, lãi trên lãi, đây là ôn lại nhá, lãi trên lãi này. Lãi trên lãi là như thế nào? Nhà đầu tư 10.000, lãi suất 10% một tháng, thì nhà đầu tư được hưởng 70%. Đó, tập đoàn 10% và kết nối hệ thống 20%. Cái khoản đầu, cái thứ nhất là chúng ta đầu tư ở đây, chúng ta bỏ vào tiền vào 10, chúng ta bỏ tiền vào thì cái khoản lãi chúng ta mà tập đoàn mang lại là chúng ta chỉ được hưởng 70% thôi. 10% là tập đoàn lấy để phát triển, để mà duy trì hoạt động của tập đoàn. 20% chia cho công tác marketing. Đó. Đấy là cái khoản lãi trên lãi này. Gốc luôn luôn giữ nguyên nhé, gốc giữ nguyên. Đó.
cái khoản lãi thứ hai, khoản khoản hoa hồng thứ hai là mã lót. Cái hoa hồng này rất là quan trọng để hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu cái mỏ vàng lộ thiên của tập đoàn IR Group này. Mã lót là gì? Cứ 10.000 đô tham gia vào thị trường ngoại hối, tham gia vào cái sàn giao dịch thì được sàn sàn trả lại 30 đô. Khi tập đoàn IR Group họ tham gia vào thị trường ngoại hối này, tham gia vào chợ giao dịch cứ 10.000 đô thì họ được trả sàn trả lại 30 đô. Cứ đi chợ với số vốn 10.000 đô thì được 30 đô. 30 đô. Và 30 đô này chia như thế nào cho các nhà đầu tư? Ngày hôm nay lên là bạn. Bạn tham gia 10.000. Bạn mời ra hoặc là bạn tái đầu tư cho bạn. Trong cả ông B này, bạn là A. Tái đầu tư trong B cũng 10.000. Thì bạn sẽ được 2 đô trên một lót giao dịch của ông B này. Đó. Và từ ông C cho đến ông F là 4 người. Từ ông C này đến ông F này này, cái chỗ này là 4 người này, 4 người thì mỗi người được 1 đô trên một lót giao dịch. Và ở đây 4 người thì chúng ta sẽ có 4 đô, 4 đô, 4 người này cho ta 4 đô. Đây là đến đời thứ 5 rồi. À, và đời thứ 6, từ F6 cho đến F10, đây là 5 người này, thì mỗi người này một lót giao dịch cho chúng ta là 0,8 đô. Và 5 người này nhân với 5 cũng bằng 4 đô. Và từ F11 cho đến F15, đây cũng 5 người, mỗi người cho chúng ta 0,3 đô, và nhân 15 bằng 1,5 đô. Đấy. Tổng hệ thống 15 người ở dưới này cho chúng ta 11,5 đô. 11,5 đô, nhưng mà chúng ta là một lót, chúng ta biết là có 30 đô này. Có 30 đô. 30 đô trừ 11,5 đô. Đó. Thì còn 18,5 đô. 18,5 đô này vẫn còn này, trong một lót giao dịch ấy, thì tập đoàn chia như thế nào nữa để cho hết cái 18,5 đô này. Đây mới chia hết có 11,5 đô của nhà nhé. Tiền này nó rất nhiều. Đó. Rất nhiều. Tiền này nó rất nhiều. Vậy thì khi mà chúng ta lên IB 1 sao ấy, à mình, đây, khi mà chúng ta đầu tư 5.000 này, chúng ta có 3 hệ thống, mỗi hệ thống 20.000. 20.000 dưới chúng ta 3 chân thôi cả nhà nhá. Thì lúc này là lên IB 1 sao. Cái thu nhập thụ động là từ 50 triệu đến 70 triệu một tháng. Nó đến từ đâu? Nó đến từ là cứ mỗi một lót giao dịch trên toàn cầu thì tập đoàn thưởng cho cái ông này 1 đô. Và một tháng thưởng 4 lần, cứ đến ngày thứ 7 là thưởng, thì sẽ được là 1 đô trên một lót giao dịch toàn cầu. Cái này là trong hệ thống của mình nhá. 15 đời này là hệ thống của mình. Được 11,5 đô này là toàn bộ hệ thống của mình. Nhưng ở đây là toàn cầu. Lên bộ sao là toàn cầu. Và mình bây giờ mình đang hưởng cái này này. Trên thu nhập của mình bây giờ nó rơi vào khoảng 100 triệu một tháng. Cả về đầu tư, cả về hoa, cả về cái mã lót đấy. Là mình được khoảng hơn 100 triệu rồi cả nhà mình nhé. Đó. Mà đi chơi nó cũng được. Đó. Đi chơi vẫn được. Làm gì là. Đó. Thì đấy, cái IB 1 sao ấy là có doanh số 20.000, 3 hệ thống. Thì nó sẽ có thu nhập 50 triệu, 70 triệu một tháng. Và khi mà cộng dồn tích lũy đến 100k cho 3 hệ thống. Bao giờ được thì được nhé, nó không có giới hạn về thời gian, nó không bắt buộc. Cứ cộng đủ từ 20 đến 100, 20%, 20%. Thì nó lên lại IB 2 sao. Thì nó được 2 đô trên một lót toàn cầu. Một lót toàn cầu nhé. Đó, một lót toàn cầu.
Và cái IB 2 sao này thu nhập nó khoảng 350 triệu đến 500 triệu một tháng. Đó. Nên cái hay của IB 2 sao này này, nó được hai trên một lót toàn cầu, nhưng mà nó lại được một đô. Nó lại được đô trên một lót toàn cầu nữa của cái IB 1 sao này. Nó toàn cầu nữa cả nhà mình. Nó lại được 2 đô này. Nó lại được cả cái ông 1 một sao này này, nó là 3 đô. Đấy, nó được 3 đô. Trên một lót toàn cầu. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, 30 đô này. Thì cái IB 2 sao này nó được tổng là 3 đô. Nó được thưởng 2 đô trên một lót toàn cầu và cộng với 1 sao là 1 đô một lót. 2 cộng 1 là 3, 3 đô. Đó. Nhưng mà khi cộng lên này, ở nhà mình. Đây. Khi mà cộng lên đến 500k. Cộng lên đến 500k. Ba chân 500k thì lên lại EIB 3 sao. 3 sao. Và nó được thưởng là 2 lô trên một lót toàn cầu. Nhưng mà lại hay là lại được thưởng cả của 2 sao và cộng với 1 sao nữa. Cho nên IB 3 sao ấy là nó được 5 đô. 5 đô trên một lót toàn cầu. Đó, nó được 5 đô trên một lót. Vậy thì tổng tổng lại này, lên 3 sao thì được 5 đô, lên 2 sao thì được 3 đô là 8 đô, 1 sao được 1 đô là 9 đô. Vậy chi cho hệ thống này, ở nhà mình nhá, chi cho hệ thống 11,5 cộng 19 đô. Đây. 11,5 đô này cộng với 1 đô trên một lót là 1 sao này, cộng với 3 đô trên một lót là của 2 sao này, đây là của 2 sao này, đây là của 1 sao này, cộng với 5 đô trên một lót, đây là của 3 sao. Tổng hết là 11,5, cộng 1 là 12,5, cộng 3 là 15,5, cộng 5 là 20,5 đô. Tổng mới chi hết có 20,5 đô thôi. 20,5 đô trên một lót giao dịch không. Vậy còn 9,5 đô nữa đi đâu? Thì sau này chúng ta làm thì chúng ta sẽ biết rằng là nó còn các danh hiệu nữa. Và 20,5 đô này này, nó mới chiếm có 67% của 30 đô. Và còn 33% nữa thì chia cho hai danh hiệu cao hơn và tập đoàn họ giữ. Vậy bắt đầu chúng ta hôm nay chúng ta bắt đầu nghiên cứu này. Nghiên cứu về cái mỏ màng lộ thiên mà ngoại hối nó tạo ra cho tất cả các tập đoàn, các cá nhân này. Cả nhà mình, ở đây là mỏ vàng thật sự nhé. Đấy. Nó là mỏ vàng thật sự luôn. Khi mà tập đoàn ấy có 300.000 người tham gia. Người. Và mỗi người tham gia với dạng với một cái gói đầu tư là 5.000. 5.000 đô. Chúng ta mới tham gia thì chúng ta có 1.000, 2.000 thôi. Nhưng mà những người lâu rồi như mình này, như các bạn lâu rồi thì bao giờ nó cũng là 10.000, 5.000, 20.000. Hay như bạn Dung đó là 50.000. Thế đây là cái giá rất là trung bình này. Với nếu có 300.000 người tham gia và mỗi người tham gia 5.000 đô thì tổng giá trị mà tập đoàn nhận được để giao dịch ngoại hối nó là 1 tỷ 500 triệu. 500 triệu đô. Khi có 300.000 người tham gia mỗi người 5.000 đô thì tổng vốn, đây là tổng vốn là 1 tỷ 500 triệu đô. Và rất nhiều người bảo cái ông này nếu ông thu hút được nhiều vốn thì ông đánh sập để ông lấy. Ví dụ có 300.000 người người tham gia mà thu hút được 1 tỷ 500 triệu đô này thì AR Group họ sẽ đánh sập đi, họ sẽ biến mất tiêu đi,
để mà họ lấy cái 1 tỷ 500 triệu đô này, và chúng ta không biết đâu mà lần cả đấy. Thói thường là chúng ta suy nghĩ là khi IHL họ thu hút được 1 tỷ 500 triệu đô thì họ sẽ đánh sập đi và biến mất tiêu và không biết đâu mà tìm. Vậy chúng ta thử xem khi mà tập đoàn có thu hút được 1 tỷ 500 triệu đô này thì họ làm gì? Họ có đánh sập hay không? Cái điều này rất quan trọng mà tự chúng ta lý giải được nha. Và đầu tư là chúng ta phải hiểu à, khi mà có 1 tỷ 500 triệu đô ở nhà hết sức lưu ý chỗ này. Vốn của nhà đầu tư gửi cho IL họ giao dịch trên thị trường ngoại hối thì họ có đánh sập không? 1 tỷ 500 triệu đô này chia cho 10.000 đô là một lot thì tập đoàn sẽ có 150.000 lot đó. 1 tỷ 500 triệu đô chia cho 10.000 đô là một lot thì tập đoàn sẽ có 150.000 lot, mà một lot là được 30 đô này, mà một ngày tập đoàn giao dịch từ 3 đến 5 lệnh, giao dịch từ 3 đến 5 lệnh thì chúng ta sẽ lấy bình quân, nếu tập đoàn giao dịch 4 lệnh thì một ngày tập đoàn sẽ giao dịch bao nhiêu? Đây, 150.000 lot nhân với 4 sẽ bằng 600.000 lệnh. 600.000 lệnh này nhân với 30 đô nó sẽ bằng 18 triệu đô. Một ngày khi mà có tổng số vốn là 1 tỷ 500 triệu, tập đoàn tham gia giao dịch vào thị trường ngoại hối với 4 lệnh thì sẽ thu được trên sàn, họ sẽ trả lại cho tập đoàn là 18 triệu đô. Và một tháng có 22 ngày nhân với 18 triệu đô nó sẽ bằng 396 triệu đô. Một tháng tập đoàn tạo ra lợi nhuận 396 triệu đô. Và một năm là 12 tháng nhân với 396 triệu đô để mình bấm máy luôn nha cho nó chính xác. Bằng 4 tỷ 752 triệu đô. Ở nhà mình với một số vốn 1 tỷ 500 triệu đô, tập đoàn đang vào thị trường ngoại hối tham gia giao dịch một ngày 4 lần thì một năm tập đoàn sẽ có cái lợi nhuận mà sàn trả lại là 4 tỷ 752 triệu đô. 4 tỷ 752 triệu đô này nó gấp 3 lần 1 tỷ 500 triệu đô. Nếu các bạn có một doanh nghiệp mà một năm làm ra gấp 3 lần lợi nhuận của các bạn thì các bạn có muốn phá hủy doanh nghiệp của mình không? Câu trả lời dành cho mọi người. Và IAL họ cũng chả khác chúng ta cả. Họ có 1 tỷ 500 triệu đô, họ giao dịch một ngày 4 lệnh. Một năm họ nhận được 4 tỷ 752 triệu đô. Thì họ không bao giờ họ phá hủy cái tập đoàn đi cả. Nhưng cái hay là cái hay của cái IR này, như chúng ta đã biết này, cái hệ thống của bạn tạo ra là được 11,5 ngô, 3 cái danh hiệu IB 1 sao và 2 sao và 3 sao đó. Nó chiếm 9,5 đô, tổng là 20,5 đô. Tổng mới là 20,5 đô trên một lot này, nó mới chiếm 6-7%. Vậy tập đoàn sẽ lấy cái này chia cho chúng ta, những người làm hệ thống này, những người IB 1 sao, 2 sao, 3 sao này, thì tập đoàn mới cái 4 tỷ 752 triệu đô này mới chia 67%
cho người làm hệ thống. Đó là 3 tỷ 183 nghìn đô. Thầy ơi là bốn Đây phút nó là có mỏ sập vàng nguồn không? luôn. Bốn Cả phút nhà mình có nha. sập nguồn không? Nếu 40 phút sập thì chúng ta vào lại nha. Bởi vì bài hôm nay 40 phút nó đọc sập chặt. nguồn là vào lại nhá, cả nhà nhá. Đây, cả nhà mình. Vừa thông báo. Vậy nếu có 300.000, có 300.000 người tham gia, mỗi người đầu tư 5.000, tổng vốn tập đoàn thu hút được 1 tỷ 500 triệu đô. Tập đoàn mang vào giao dịch thị trường ngoại hối tạo ra được lợi nhuận 4 tỷ 520 4 tỷ 752 triệu đô này, mà 67% dành cho người làm hệ thống và các danh hiệu 1 sao, 2 sao, 3 sao. Nó là 3 tỷ 183 triệu đô. Trong một năm, đây là một năm. Và đây nó là một mỏ vàng lộ thiên cực kỳ lớn. Và bạn không khai thác thì người khác cũng khai thác. Và thị trường Trung Quốc có một người đã thu nhập 3 triệu đô một tháng. Và Việt Nam mình thì có Lê Quân 1 triệu đô một tháng. Từ cái tiền này này, từ cái mã 30 đô một lót này này, càng nhiều người tham gia vào thì tập đoàn tham gia vào thị trường, tập đoàn càng nhận lại nhiều lợi nhuận. Và nhận được nhiều lợi nhuận thì lại chia lại cho chúng ta. Đấy. Mới có đến dạng ba cái danh hiệu IB 3 sao nó chia lại chúng ta 6-7% rồi. Đó. Còn hơn 1 tỷ nữa thì tập đoàn họ chia cho hai danh hiệu tiếp theo nữa và họ giữ để họ phát triển cộng đồng. Đấy, cả nhà, vậy thì cả nhà mình muốn lấy bao nhiêu trong cái 3 tỷ 183 triệu đô này? Mới có anh bạn Lê Quân ấy lấy 1 triệu đô một tháng thôi. Thế còn 3 tỷ 181 102 triệu đô này thì đi đâu? Ông Trung Quốc mới lấy 2 triệu thôi. Đây là một mỏ vàng cực kỳ lớn, mình có lấy được hay không thôi. À, cả nhà mình nha. Mình có tham gia vào mà mình lấy được nó về hay không thôi. Còn tập đoàn tạo ra rồi ấy, tạo ra mỏ vàng lộ thiên rồi đấy. Đấy, em lộ thiên này này, 3 tỷ 183 triệu đô này. Đó, cả nhà mình. Người ta lấy được bao nhiêu mà thôi. Đó, khi mà có 300.000 người tham gia vào thị trường đầu gửi vào tập đoàn mỗi ngày 5.000 thôi là tổng số vốn tập đoàn sẽ thu được 1 tỷ 500 triệu đô. Nhưng với 1 tỷ 500 triệu đô này tập đoàn tham gia vào thị trường, nguyên cái tiền mà họ chi lại 10.000 đô này, một đó là chi lại 30 đô ấy, nó đã là 4 tỷ 752 triệu rồi này, mà chia cho chúng ta là 6-7% từ MB3 sao trở xuống là 3 tỷ 183 triệu đô. Cho nên tại sao VT3 họ mới nói là ngoại hối là mỏ vàng lộ thiên, bạn không khai thác thì người khác cũng khai thác đó. Và tập đoàn họ đã tạo ra cho chúng ta một mỏ vàng lộ thiên, chúng ta lấy được bao nhiêu trong đó mà thôi, cả nhà nha. Không sợ hết tiền, không sợ thiếu tiền, chỉ sợ chúng ta không có tài năng. Nếu chúng ta có tài năng thì chúng ta lấy được ở đây bao nhiêu thì lấy. Người tài năng nhất thì họ đã thu nhập 3 triệu đô một tháng rồi, 70 tỷ Việt Nam đồng rồi. Và cái anh bạn trẻ Lê Quân của chúng ta là cũng 1 triệu một tháng rồi. Và hôm nào thì mình sẽ mời bạn Lê Quân giao lưu với phòng Zoom của nhà mình. Đó, cả nhà mình nhá. Đó thì cả nhà đã thấy cái nỏ vàng, mỏ vàng đầu tiên chưa? Nó là như vậy đấy. Nó rất nhiều và rất tiềm năng luôn. Nhưng mà thế này thì vẫn chưa hết cái sự tầm lớn của tập đoàn. Cả nhà mình còn tạo ra rất nhiều tiền cho chúng ta để chúng ta lấy được bao nhiêu thì đấy. Trong cái 15 đời này này thì nếu mà đầu tư 1.000 đô ấy chỉ được hưởng 3 đời thôi. Chỉ được hưởng đến F3 thôi. Đầu tư 3.000 thì hưởng đến F5. Đầu tư 5.000 thì hưởng đến F10, và đầu tư 10.000 thì hưởng đến F12, và đầu tư 30.000 thì hưởng đến F15. Chứ không phải là ai cũng được hưởng 10 đời đấy đâu. 1.000 thì được hưởng 3 đời thôi, 3.000 thì được hưởng 5 đời, 5.000 thì được hưởng 10 đời, và 10.000 được hưởng 12 đời, và 30.000 thì được hưởng 15 đời. Đó.
Cho nên là từ khi mình tham gia vào IL Group, mình thấy là hầu như tháng nào tập đoàn cũng có khuyến mại dành cho những người đầu tư 3.000, 5.000, 10.000. Khuyến mại rất là lớn luôn. Và cái tiền khuyến mại đấy tập đoàn họ không bao giờ phải bỏ ra đâu cả nhà mình. Tại vì sao? Những người 1.000 này thì được hưởng có 3.000 thôi. Và mình lại đã để trôi hệ thống rất nhiều, bởi vì lúc đó mình chỉ có đầu tư được 1.000 thôi. Các cái chiều sâu mình nó trôi hết, mãi mãi mới là người 5.000 này. Xong mãi mãi mới là người 3.000, 5.000 này. Trên cái tiền này này, nó chảy về tập đoàn cực kỳ nhiều. Và tập đoàn cứ lấy cái tiền này, chúng ta không nhận hết. Tập đoàn khuyến mại hàng tháng, chia lại. Và cái thông minh của tập đoàn ấy là nhận được tiền thì lại cho đi. Và tập đoàn cho rất nhiều luôn. Thưởng xe máy này, thưởng ô tô này, thưởng cổ phiếu này. Đó. Thì cái tư duy tầm nhìn dài hạn nữa ở tập đoàn thì chúng ta phải phải hiểu ở chỗ này. Ở nhà mình nhá. Để mà tập đoàn lại đi rất là lâu dài này. Một tập đoàn lại muốn lớn mạnh được thì phải sử dụng được vốn của cả thế giới này bằng cách phát hành cổ phiếu. Bác vừa bác trở thành tỷ phú đô la, bác cũng nhờ phát hành cổ phiếu. Hay là Zalo, ở nhà mình Zalo này, lúc mới thành lập giá cổ phiếu là 10.000 đồng Việt Nam, bây giờ nó là 1.765.000 đồng Việt Nam rồi, nó gấp hơn 100.000 lần. Một tập đoàn mà muốn lớn mạnh được thì phải phát hành được cổ phiếu, và cổ phiếu nó phải lên được sàn, nhiều người sở hữu cổ phiếu thì tập đoàn họ có thêm một cái nguồn vốn rất lớn nữa. Thì tập đoàn chúng ta đã phát hành cổ phiếu. Phát hành cổ phiếu lúc đầu tiên giá cổ phiếu là 0,1 đô. Và bây giờ thì giá cổ phiếu đã là 0,25 đô rồi. Nhưng cái hay là chỉ thị trường Việt Nam mình được sở hữu cổ phiếu thôi. Thị trường Trung Quốc chiếm 80% doanh số của tập đoàn chưa được nhận cổ phiếu. Đến tháng 3 thì cổ sàn giao dịch cổ phiếu nội bộ bắt đầu mới được hình thành. Thì lúc đó chúng ta là những người bán cổ phiếu ra, và tháng 3 này thì cổ phiếu lên 1 đô. Ví dụ bây giờ bạn Lê Quân này, bạn đã sở hữu mấy triệu cổ phiếu, hay là bạn Hoàng Dung cũng sở hữu hàng 500.000 cổ phiếu đấy, mà các bạn được mua ở cái lúc giá 0,2 mà lên 1 đô thì cái tài sản các bạn đã tăng lên rất là nhiều lần rồi. Đó. Thì tháng 3 này chắc chắn cổ phiếu của tập đoàn lên 1 đô. Nhưng thế nó chưa đủ, tập đoàn phải đưa cổ phiếu sàn Nasdaq này, là cái sàn cổ phiếu, là cái sàn chứng khoán lớn nhất của Mỹ. Và lúc mà đưa lên sàn thì cổ phiếu của chúng ta nó giá là 4 đô. Thì tập đoàn đã đăng ký với Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Để mà chính thức xin phép được đưa cổ phiếu lên sàn Nasdaq này. Nhưng để mà đưa được cổ phiếu lên sàn Nasdaq thì ít nhất cái số lượng người tham gia là phải 300.000 người. Và phải chứng minh 3 đến 5 năm là giao dịch thắng lợi, giao dịch toàn thắng. Thì chúng ta để ý lại này, 2017 bình quân tập đoàn tạo ra lợi nhuận là 9,5% trên tháng, 2018 9,5% trên tháng, và 2019 11% trên tháng, trên một tháng nhé cả nhà nhé, và 2020 11,30% trên tháng, được chứng tỏ ở My Epic Book, là cái trang thống kê ngoại hối toàn cầu. Sau này cả nhà mình sẽ vào trang này để mình sẽ dạy các cả nhà vào trang này để tìm hiểu. Nhưng muốn lên sàn, được sàn ấy, thì từ lúc mà nhận 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 nhận